Rất nhiều các bạn hay bình luận ở trong những cái bài đăng của Nam ấy, trong những video YouTube, TikTok hoặc là Facebook, thì nói rằng là em muốn phát triển này, em muốn giàu có này, em muốn thành công này, nhưng mà em ở quê, nhưng mà em không có tiền để khởi nghiệp kinh doanh, nhưng mà rất nhiều lý do, rồi kể cả là em không được ủng hộ nữa. Và thầy cho em lời khuyên đi. Thì thực tế là chia sẻ với nhà mình được rằng là chưa có một cái chứng minh nào là khi mà chúng ta nghe theo những cái lời mọi người ngăn cản mình, rồi mình không làm gì cả mà mình thành công được. Đấy là điều đúng không? Hello, xin chào cả nhà. Mình đang trên đường đi từ Sài Gòn tới Đồng Nai. Có một chút việc và quãng đường nó thì cũng khá là dài. Tính đến bây giờ là còn khoảng 24 cây nữa. Thế cho nên là mình sẽ làm một cái video nói chuyện với chúng ta, tâm sự đây các bạn nha. Không phải video quay chuyên nghiệp hay là như nào, nhưng mà nó sẽ có những cái một vài cái thông điệp và một vài cái lời chia sẻ. Rất nhiều các bạn hay bình luận ở trong những cái bài đăng của Nam ấy, trong những video YouTube, TikTok hoặc là Facebook, thì nói rằng là em muốn phát triển này, em muốn giàu có này, em muốn thành công này, nhưng mà em ở quê, nhưng mà em không có tiền để khởi nghiệp kinh doanh, nhưng mà rất nhiều lý do, rồi kể cả là em không được ủng hộ nữa. Và thầy cho em lời khuyên đi. Thì thực tế là chia sẻ với nhà mình được rằng là chưa có một cái chứng minh nào là khi mà chúng ta nghe theo những cái lời mọi người ngăn cản mình, rồi mình không làm gì cả mà mình thành công được. Đấy là điều đúng không? Mình chưa chứng minh được và cũng chưa bao giờ gặp. Tất cả mọi sự phát triển, tức là nó lớn lên tốt hơn, đều đến từ một cái quá trình, đó là gì? Vượt khó, chịu qua rất nhiều những cái đau đớn. Đúng không? Giống như là chúng ta mới chơi một môn thể thao nào đó, ví dụ như chạy bộ đi, mà mình đang rất là thoải mái nhỉ, đang đi lại rất thoải mái, mình rất ít khi mình chạy. Rồi khi đó, khi nào mà mình bắt đầu mình xỏ giày và mình chạy, thì mình sẽ thấy là nó không như mình nghĩ, đúng không? Lúc mình nghĩ thì có lẽ là mình cứ đeo giày vào mình chạy băng 5 cây, 10 cây. Nhưng thực tế khi mình chạy cỡ 100m, 200m là tim mình đập rất nhanh rồi. Và người mình thở dốc rồi. Đúng không cả nhà? Và ai đó người ta không chịu được thì người ta sẽ bỏ cuộc. Và người ta bảo thôi, mình sẽ không hợp với cái bộ môn chạy này. Và ngày hôm sau thì người ta không có chạy nữa. Nhưng có những người thì người ta quyết tâm. Người ta ra một cái quyết tâm là tôi phải chạy cho bằng được, để sức khỏe của tôi tốt hơn, để vóc dáng của tôi tốt hơn. Và cái việc đó làm cho mọi người có được cái động lực để mọi người tiếp tục vượt qua những cái khó khăn. Và chúng ta biết được rằng tôi chạy tiếp, nó vẫn mệt mỏi, nó vẫn đau đớn, nó vẫn suy sụp, đúng không? Nó vẫn còn mong muốn là được từ bỏ rất là nhiều. Nhưng mà những cái người đấy, người ta có động lực, người ta tiến tới và người ta cố gắng để tiến tới. Thế cho nên là tất cả mọi cái quá trình của chúng ta đều phải qua một cái quá trình nó gọi là giằng xé như vậy. Một cái nỗi đau rất lớn thì chúng ta mới phát triển được. Nói về vận động cơ thể mình thế thôi. Mình trải qua cái cơ thể của mình này, nỗi đau của mình này. Và thực tế nó là cái sự khó khăn của riêng mình thôi. Mình có thể cố gắng và vượt qua được. Nhưng đối với cái việc mà đi ra ngoài để khởi nghiệp, làm giàu, kinh doanh, kiếm tiền, thì chúng ta còn gặp phải những cái rào cản về bên ngoài nữa. Đó là những người xung quanh của chúng ta không ủng hộ, đó là tiền bạc chúng ta không đủ, đó là những cái văn hóa xã hội trước đây chúng ta sống, nó là những cái rào cản rất lớn. Và việc của chúng ta là gì? Muốn thành công được, chúng ta phải vượt qua được nó. Nếu tất cả những cái rào cản đấy nó làm cho bạn phải
mất tinh thần, mất động lực, rồi là không làm được cái gì cả, thì bạn cần phải vượt qua được nó. Còn nếu chúng ta bảo là em không được ai ủng hộ cả, thế thì đến bao giờ chúng ta mới có người khác ủng hộ? Mình nghĩ là chỉ khi nào bạn thành công thì người ta mới ủng hộ bạn. Rồi khi mà mình mới bắt đầu, cái năng lực của mình thấp quá, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ mình, cái sự hiểu biết của mình cũng ít quá, cho nên không ai ủng hộ mình được cả. Không ai đưa tiền rồi đặt hết các niềm tin của họ vào cho chúng ta hết. Đấy, chỉ khi nào mà bạn thành công thôi thì những người xung quanh của bạn mới ủng hộ. Rồi bảo là em không có tiền thì thực tế là như vậy. Khi mà chúng ta không có tiền thì chúng ta mới nghĩ đến cái việc là đi kinh doanh, đi làm giàu. Còn khi mà mình có tiền rồi thì mọi người tập trung vào hưởng thụ ăn chơi, đúng không? Chứ còn ai đi làm nữa đâu. Cho nên là không có tiền là đúng rồi, là lý do hoàn toàn chính xác. Nhưng mà chúng ta hiểu cái điều này này. Các bạn sẽ có rất nhiều tiền để khởi nghiệp kinh doanh khi mà bạn có một cái kế hoạch kinh doanh rất là tốt, bạn có một cái mô hình kinh doanh rất là tốt, và bạn được những người xung quanh của bạn tin tưởng. Có thể là người thân, bạn bè, gia đình, rồi cũng có thể là các nhà đầu tư, người ta có vốn làm ăn chung với bạn. Thì chúng ta sẽ biết được một điều rằng là tiền thực tế là nó có sẵn, mình cũng chỉ cần là người có năng lực thôi, tạo ra được một ý tưởng kinh doanh, rồi là một mô hình kinh doanh, xây dựng nó ra rõ ràng hơn một chút, rồi đi gặp gỡ những nhà đầu tư. Và nếu mà mình có kiến thức trong lĩnh vực mình muốn chuẩn bị làm này, mình có kinh nghiệm này, và mình có khả năng ấy, quy tụ ra một cái đội nhóm, một bộ máy để làm cái việc đó, thì khả năng bạn có tiền rất là cao. Nhưng đấy là đi sâu hơn rồi, vào kinh doanh rồi. Còn bây giờ chúng ta nói ở phần cơ bản trước, phần bắt đầu trước. Đó là gì? Là bạn hãy làm ngay cả khi mọi thứ nó chưa sẵn sàng. Bởi vì tất cả mọi người đều làm từ cái quá trình mà họ chưa sẵn sàng, họ chưa hoàn hảo, họ không được nhiều người ủng hộ, họ không có tiền để bắt đầu, và họ chỉ ra được đúng một cái quyết định, đó là mình phải thành công, mình sẽ làm, đúng không? Và mình sẽ làm cho bằng được, cho dù mọi người có nói gì về mình đi chăng nữa, thì việc của mình là không quan tâm và chỉ đi tìm cái lời giải đáp cho cái câu hỏi của mình mà thôi. Và cái việc đó giúp cho mọi người mạnh mẽ tiến tới và đạt được những cái thành quả, đạt được những cái thành công, những cái thành tựu như người ta mong muốn các bạn nha. Còn nếu mà chúng ta chỉ đợi một ngày nào đó mọi thứ nó đến với chúng ta nó dễ dàng để chúng ta đón nhận thành quả thì có lẽ là hơi bị khó các bạn nha. Hãy làm khi chưa sẵn sàng, hãy chấp nhận là đau đớn này, hãy chấp nhận là khó chịu, hãy chấp nhận sự không thoải mái. Và khi ngày hôm nay mà bạn chấp nhận được cái sự không thoải mái đấy thì đến một ngày nào đó bạn thành công thì cuộc đời của bạn rất thoải mái. Còn nếu ngày hôm nay chúng ta mong muốn là mình sẽ sống một cách rất thoải mái, không chịu áp lực gì cả, không mất lòng ai cả. Tất nhiên là mất lòng ở đây là ở góc độ là người ta ngăn cản bạn và bạn muốn sống vừa lòng người ta mà lại không vừa lòng bạn, thì điều đấy cũng chẳng bao giờ tạo ra cho bạn một cái thành quả lớn các bạn nha. Muốn thành công chấp nhận được, và người ta gọi đó là cái sự trả giá. Ai trả càng nhiều ở cái tuổi trẻ thì về già người đó nhận được càng nhiều các bạn nha. Rồi, chúc cho bạn sẽ luôn luôn mạnh mẽ, luôn luôn thành công.